Quý vị thân mến, những ngày gần đây, lực lượng công an nhân dân trên cả nước đã phải chứng kiến sự hy sinh của những cán bộ công an trong khi làm nhiệm vụ. Trong đó, Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, sinh năm 1989, Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Dẫu biết cuộc chiến nào cũng cam go và mất mát, hy sinh, và cuộc chiến với giặc COVID-19 cũng vậy. Nhưng khi hay tin Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh ra đi đột ngột, đã khiến đồng đội, người thân và nhân dân vô cùng tiếc nuối. Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh là con trai duy nhất trong gia đình có truyền thống cách mạng. Ba của Đại úy Minh nguyên là Phó trưởng Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Tây Ninh. Vì lý do sức khỏe, vừa mới nghỉ hưu cách đây chưa được một năm. Mẹ của Minh công tác trong ngành y tế của địa phương, là lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Đại úy Minh đã trực chiến tại đơn vị 24/24, không quản ngại khó khăn, gian khổ, để cùng đồng chí, đồng đội tham gia tổ truy vết với vai trò tổ phó tổ truy vết trên địa bàn xã Phước Thạnh. Bởi truyền thống của ngành đã hun đúc anh những giá trị cao cả từ bé, để anh sẵn sàng nối nghiệp cha mình. Từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7, Đại úy Minh đã tiến hành truy vết 6 trường hợp F1 và phối hợp với trạm y tế xã Phước Thạnh test nhanh 18 trường hợp công nhân của công ty Billion thuộc khu công nghiệp Phước Đông, Bời Lợi về địa phương. Ngày 29 tháng 7, sau khi test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, Đại úy Minh được đưa đi cách ly điều trị tại trung tâm y tế huyện Bến Cầu. Ngay khi có các triệu chứng sốt, ho, đau đầu và khó thở, Đại úy Minh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh điều trị. Ngày 8 tháng 8, tình trạng sức khỏe của Đại úy Minh tiến triển tốt hơn. Tuy nhiên, đến sáng ngày 11 tháng 8, triệu chứng bệnh của Đại úy Minh trở nặng. Mặc dù được cấp cứu kịp thời, nhưng Đại úy Minh đã hy sinh lúc 10 giờ 40 ngày 11 tháng 8. Ngày 12 tháng 8, Ban Giám đốc Công an Tây Ninh đã đến viếng linh cữu Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh. Trước khi gia đình đưa linh cữu an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Và đây là hình ảnh các đồng đội đứng bên đường tiễn biệt Đại úy Minh về với đất mẹ Tây Ninh, khiến nhiều người xót xa. Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nên nhiều đồng đội không thể đến tiễn biệt anh. Do vậy, khi thấy ba chiếc ô tô chở thi hài Đại úy Minh lặng lẽ chạy qua, nhiều đồng đội đứng bên đường đã nghiêm trang chào tiễn biệt. Đặc biệt, trong chiếc ô tô, một người nhà của Đại úy Minh đã cầm theo di ảnh hướng về phía cửa kính. Thầy anh đưa tay vẫy chào các đồng đội đang đứng bên đường như một lời tạm biệt cuối cùng. Những hình ảnh đã chạm đến trái tim của nhiều người. Thú vị, đó không chỉ là lời chào từ biệt mà còn như một lời hứa hẹn. Đồng đội sẽ thay anh thực hiện tiếp sứ mệnh truy vết đẩy lùi đại dịch COVID-19 để giữ bình yên cho đất nước và người dân sớm được trở lại với cuộc sống bình thường. Và để thể hiện niềm tiếc thương đối với sự ra đi của Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ, đã viết nên bài vọng cổ Người lính mặc áo xanh lá mạ như là lời tri ân người chiến sĩ công an nhân dân đã tận hiến trái tim mình cho đất nước. Nhánh mạ non xanh thắm nhờ ơn của đất, lúa chiều vàng cũng từ đất mà nở, màu áo của anh là màu của quê hương, màu của tình tự yêu thương, câu hò điều Người lính mặc áo xanh lá mạ. Bài vọng cổ đã được nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên sáng tác chỉ trong một đêm. Có lẽ niềm tiếc thương và sự xúc động tột cùng trước sự ra đi của Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh đã thôi thúc ông làm được điều này một cách trọn vẹn và đầy cảm xúc. Lần đó tôi xem trên Facebook một người bạn đưa lên hình ảnh của anh Lê Huỳnh Nhật Minh và cho biết anh đã bị hy sinh
vì nhiễm COVID-19 trên đường truy vết. Đây là một cái đề tài mà tôi nghĩ tôi sẽ viết và bắt buộc phải viết. Đó là trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với những người đã hy sinh. Bài dùng cổ về anh Nhật Minh tôi viết khá nhanh. Trong một đêm, và sáng hôm sau thì tôi gửi những người bạn ở Thiên Linh. Sau đó, ngay cái ngày, ngay cái thời điểm mà hài cốt của anh của Nhật Minh được đưa về, trên đường đưa về đồng đội đứng nghiêm trọng hai bên, thì bài dùng cổ của tôi đã mừng xong. Xin được hát về các anh, những người còn rất trẻ, là người chiến sĩ công an nhân dân đã tận hiến trái tim mình. Đất nước nhớ tên anh, nhân dân ghi khắc bóng hình, người lính mặc áo màu xanh lá mạ, màu của ruộng đồng hạt lúa triển bông. Ca từ chan chứa ân tình, qua giọng hát của anh Lê Đăng Khoa, cũng là người con của mảnh đất Tây Ninh, lại càng lắng động và chạm đến trái tim hàng triệu người nghe. Tôi hát bài hát này về em để thay lời cảm kích với một chiến sĩ công an nhân dân là xã thân vì sự bình yên của người dân. Tôi tự hào về thế hệ trẻ của Việt Nam luôn biết sống, cống hiến vì những lý tưởng cao đẹp và mong rằng sự hy sinh của mình sẽ tiếp thêm sức sống mạnh mẽ cho những người ở lại. Chúng ta sẽ sớm được thấy lại sự bình yên, đoàn viên trong mỗi gia đình khi người dân cả nước đồng lòng cùng các lực lượng tuyến đầu giành thắng lợi trong cuộc chiến chống đại dịch. Những người nhiệt huyết như Lê Quỳnh Nhật Minh mất là một tấm gương sáng để cho chúng ta, những người trong xã hội hôm nay, những người đang ở giữa mùa dịch, nhìn lại mình và mình đã làm được điều gì. Và cái câu nhắn gửi của Nhật Minh gửi lại: hãy ở yên trong nhà để dịch qua mau và em dịch được về đoàn viên với gia đình. Và câu nói ấy vẫn còn giá trị bây giờ và lâu dài về sau này. Sự hy sinh của đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh để đổi lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, anh sẽ mãi là niềm tự hào, là tấm gương sáng về ý chí, tinh thần và là nguồn động lực thôi thúc để cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Nhân mã non xanh thắm nhờ ơn của đất, bóng lúa chiều vàng không từ đất mà nên. Người lính trẻ mặc quân phục lá mạ xanh đã về dưới đất, để vượt qua đời mãi mãi xinh tươi. Xin được chân thành cảm ơn nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên và anh Lê Đăng Khoa, một người con của đất Tây Ninh. Bài vọng cổ này không chỉ là lời tri ân người ra đi, mà còn là liệu pháp chữa lành nỗi đau cho người ở lại. Đất nước đã không còn chiến tranh, thanh bình và lặng im tiếng súng. Thế nhưng vẫn còn có những con người đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ. Sự hy sinh của đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh là sự mất mát to lớn không gì có thể bù đắp được. Bởi anh đã dành trọn tâm huyết của mình cho công việc đã lựa chọn, trì hoãn hạnh phúc gia đình và hạnh phúc cá nhân để tham gia cuộc chiến chống dịch COVID-19. Sự hy sinh này là minh chứng rõ nét cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 đầy gian khó và nguy hiểm của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Song chúng ta tin tưởng rằng, với tinh thần chống dịch như chống giặc, với sự chỉ đạo quyết liệt từ trung ương đến địa phương, cùng sự đồng lòng của cả cộng đồng, thì cuộc chiến chống dịch nhất định sẽ thắng lợi, không để sự hy sinh của những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch mất đi một cách vô nghĩa.